Bước vào nhà, cởi đôi giày, rồi vào phòng khóa cửa lại. Một mình ta sẽ chuyện cho ông, nơi không ai xung quanh tồn tại. Có ai đâu, không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không ai có internet. Damn. Ta muốn tránh xa tất cả mọi thứ. It's a mess. Right. Để ta yên, để ta yên. Tốt nhất là đừng ai làm phiền. Ta còn liên lạc với Chúa nên này cứ để tao cầu nguyện. Right. Shit, cho ta bay trong vũ trụ. Riêng mình ta với cô đơn, ta gặp nhận theo từng ngày trong căn phòng. Và cánh cửa này đã đóng, chỉ còn ta và hư không. Đóng cánh cửa đó lại đi, đóng cánh cửa đó lại đi. Và cánh cửa này đã đóng, chỉ còn ta và hư không. Đóng cánh cửa đó lại đi, đóng cánh cửa đó lại đi. Trở về đóng cửa phòng cùng với cỏ cây, không cho phép bộ phim được ở đây. Để cho hồn ta như là suối, lại chỉ có một mình thêm mà vui. Để ta thoát sang trong chốc lát về chiều không gian khác. Ta không ở đây, tình có một ngàn trái tim còn khao khát. Thật ra ta không muốn vậy. Ngoài kia bao la thời gian không ngừng, nhưng tại sao lòng ta vẫn đứng yên? Để cho ta trôi về nơi không gian, nơi mà ta sống mà không đau phiền. Roll up, burn up, take me to the Milky Way. I have no one in my space anyway. Và cánh cửa này đã đóng, chỉ còn ta và hư không. Đóng cánh cửa đó lại đi, đóng cánh cửa đó lại đi. Và cánh cửa này đã đóng, chỉ còn ta và hư không. Đóng cánh cửa đó lại đi, đóng cánh cửa đó lại đi. Close the door.